Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đến với channel của Phương Nga. Trước tiên hết thì Nga gửi lời cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người được một ngày mới, được mọi sự bình an và gặp nhiều may mắn. Sau khoảng hơn 10 ngày thì mình đã ở bên Mỹ và Nga cũng trải qua những cái ngày mà đi retreat chung với những cái anh chị và các bạn của chị Nga ở trong nhà thờ, và Nga cũng ghi lại nhận được những hình ảnh đẹp tại cái khu mà nghỉ dưỡng đó ở Smith Mountain Lake. Thì khoảng ngày hôm qua, chính bản thân mình cũng tình cờ lên trên coi, giống như mình bên đây mình cũng giống như tối thì mình coi những thông tin, thì tình cờ thì mình cũng có vô cái channel YouTube của một trong những mà gọi là YouTuber nổi tiếng, đó là bạn Khoa Bất. Thì những video clip trước Nga cũng có nói chia sẻ về một chút xíu về Khoa Bất. Thì nếu mà nói ra đối với anh chàng này thì thật sự ra là nếu mà Nga nhận định thì Nga vẫn thấy là mình cảm giác là thích anh chàng này. Tại vì sao? Tại vì anh ta là một người trẻ tuổi và tiếp nhận được những công nghệ rất là mới và cập nhật thông tin rất là nhanh trong những cái giai đoạn đầu của đối với cái việc mà anh ta trở thành một YouTuber. Và trong một cái clip đó khi mà mình coi á, thì mình thấy là mình thích nhất là ở một cái điểm mà anh ta chia sẻ là giống như là các anh chị và các bạn thấy là trong một năm qua, khoảng chừng theo dõi là cỡ hồi đầu năm đến nay, thì đa số là các video clip của anh ta là đi đến những cái nơi mà lạ, rồi những cái nơi mà nổi tiếng, và anh ta dùng cái phong cách giống như là tiêu xài, coi cái khu vực mà giống như ví dụ như đối với khách sạn 5 sao thì sẽ ra bằng cách như thế nào, ăn uống những món mà gọi là đặc sắc của những cái vùng miền đó, và ở ăn giống như những cái nhà hàng khách sạn, ăn ở những cái nơi gọi là nổi tiếng. Và khi mà anh ta thống kê cái clip đó, anh ta nói là anh ta đã chi tầm khoảng 3 tỷ cho cái việc mà chi trả ăn ở, cho cái việc mà làm YouTube của anh ta, vừa đi chơi vừa nghỉ dưỡng, đồng thời anh ta có thể ghi hình và chia sẻ lại những cái nơi mà anh ta đến. À, mọi người cũng thông cảm là ở đây của mình nó hơi bị ồn, tại vì nhà của dì Nga cũng cách sân bay đi ở bên Washington DC tầm khoảng 15 phút, và nên máy bay lên xuống rất là nhiều nên nó hơi ồn chút xíu. Và Nga trở lại là khi mà Nga coi á, thì Nga thấy anh ta chia sẻ, anh ta nói là theo thống kê mà giống như những cái gì anh ta giống như là bỏ tiền chi phí ra thì nó tầm khoảng 3 tỷ. Và với cái số tiền đó thì khi anh ta nói là vậy, cái việc mà làm YouTube lại của anh ta nó có thu lợi được cái gì hay không, về những cái thu nhập gì bên YouTube thì mình không bàn luận về cái việc này. Nhưng mà cái điều anh ta nói mà Nga thấy là cảm giác thích ở một điểm và đồng ý với anh ta ở một điểm, đó là cái việc mà làm YouTube á, của anh ta bỏ tiền đi nơi đây nơi đó. Ví dụ Nga nhớ anh ta có những cái chuyến hành trình đi những cái nước ví dụ như là Ai Cập Đà Ha, rồi đi Nhật, rồi đi Hàn, rồi đi Nhật Hàn Ai Cập, rồi một số những cái nước mà gọi là có nghĩa là một cái số nước giống như là những cái nước đó là khi mà đến thì nó sẽ không có cái hạn, giống như cái mức độ an toàn nó không được cao, và anh ta cũng đi và khi đi đến những nơi đấy thì anh ta đã sử dụng những giống như là sử dụng những dịch vụ tốt nhất, và anh ta mới giống như là cho mình coi được lại là những đặc trưng của nước đó. Thì trở lại là với cái giá mà anh ta đưa ra 3 tỷ thì anh ta nói là ủa, vậy là lời hay lỗ? Đối với mình, giống như là khi mà các anh chị và các bạn nhiều người cũng nói là lời lỗ thì mình cũng biết, nhưng mà khi mà cái mà Nga thấy á, có nghĩa là lời hay lỗ thì mình cũng không tập trung, nhưng mà ở một cái điều là khi mà đi như thế thì họ có thể, anh chàng Khoa Bớt này đã học được những cái văn hóa phong tục, rồi trải nghiệm được những cái gọi là những thức ăn ở vùng địa phương, rồi giao tiếp với người dân của bản địa, và khi mà đi du lịch như thế thì học được nhiều cái rất đáng. Và ngay trở lại như thế này là
cái điều đó là điều đương nhiên. Giống như khi mà nghe ngồi nghe coi những cái đoạn clip mà bạn Khoa thống kê lại cái số tiền mà bạn đấy bỏ ra để mà thực hiện những đoạn clip để mà bạn đó ghi lại những hình ảnh đấy thì tầm khoảng 3 tỷ, thì chính bản thân Nga cũng coi lại mình, chính bản thân mình, tại vì đối với bản thân Nga cũng thích đi đây đi kia, và Nga cũng có làm một cái bản thống kê thử cái việc đi của mình. Tại vì lúc trước khi mà mình đi thì mình chẳng qua là mình đi, mình coi là đi dạng mà để mà tìm hiểu, khám phá những vùng miền mình đến, rồi những đất nước mới mình đến, để coi có gì khác và lạ so với những cái nước, giống như những cái gì mà mình ở tại nước mình. Thì khi mà mình làm một cái bản thống kê, mình thì không có đi mà gọi là sang chảnh như anh chàng ấy. Mình đi chỉ chẳng qua là đi và mình ở, ăn ở bình thường thôi. Và mình cũng làm các bản thống kê thì mình thấy là cũng kha khá. Nghe ví dụ như bây giờ khi mấy nghe bạn đó nói là đã tốn khoảng tầm 3 tỷ thì mình cũng thống kê thử mình coi. Thì giống như là mình thử mình, các anh chị cứ việc nói đơn giản thôi, các anh chị làm một bản thống kê đi những các nước, ví dụ như các anh chị đi Nhật, đi Hàn, ví dụ như đối với đi Nhật thì chi phí tùy ở Việt Nam mình, tùy hãng, ví dụ như với Vietravel thì mình đi thì tầm khoảng giá là khoảng 35 cho đến 40 triệu một chuyến. Rồi đối với ví dụ như các anh chị đi Hàn mà đi của Vietravel thì cũng tầm khoảng giá là cũng khoảng là 20 triệu một chuyến. Ví dụ như thế, tại cái vào thời điểm nó đi á, thì cái giá nó như thế. Nhưng khi mà mình đi, mình cũng như là mình phải chọn rồi là cái phương hướng và phương cấp phục vụ, coi có những dịch vụ nó, tại trong cái lĩnh vực đi tour nó cũng có một, giống như là một cái sự cạnh tranh với nhau giữa các công ty du lịch. Thì Nga cũng search trên thông tin trên mạng, và chính bản thân Nga cũng đi những cái công ty khác chứ Nga không đi Vietravel. Tại Vietravel thì ai cũng nói là rất là good. Do đó là mình đợt đó thì Nga hỏi tour của một cái tour mà đi Mỹ, thì cái cách phục vụ và cái cách tiếp đãi của họ làm cho Nga không cảm giác thích. Thế là bạn bè của Nga mới chọn một cái tour đi của Trang Việt. Thì khi đấy thì với cái giá mà đi tour Nhật á, thì ở Trang Việt tầm khoảng 30 triệu. Phải không? Thì các anh chị đi qua bên Nhật thì các anh chị sẽ thấy được là, ví dụ như đối với Nga, đó giờ Nga chỉ đi các nước Đông Nam Á, lát hồi Nga sẽ nói về các nước Đông Nam Á. Thì ở bên Nhật thì cái chuyến mà đi Nhật thì tầm khoảng 30 triệu. Nhưng khi đến Nhật thì các anh chị sẽ học được phong tục tập quán của người Nhật như thế nào, cảnh vật ở đó ra làm sao, người ta làm nông ra làm sao, rồi thức ăn trái cây và những cái nơi mà trong lịch sử của người Nhật nó như thế nào, và cách ăn ở, ví dụ như nội cái khách sạn không, nó cũng đã khác so với những cái nơi khác. Vì cái diện tích của nước Nhật nó nhỏ nên cái khách sạn họ thiết kế rất là thông minh, và mặc dù cái phòng mình nhỏ nhưng mình sẽ thấy rất là tiện nghi, rất là thoải mái. Thì khi đó Nga học được cái điều đó, và cái điều nữa là Nga học được một cái điều là ở khi mà đến sân bay của Nhật thì đối với hải quan Nhật họ check như thế nào, ra làm sao. Rồi Nga nói đơn giản thôi là nội cái việc mà ở cái restroom của bên cái nước Nhật á, nó cũng khác hẳn so với những cái nước khác mà Nga đi. Nếu như các anh chị mà lần đầu tiên mà đến Nhật và chưa hề tiếp xúc với cái ví dụ như cái này hơi nói cái tiếp xúc với cái việc mà mình đi vệ sinh thôi, mình vô cái restroom đó mình cũng đã là bỡ ngỡ đối với những cái công nghệ của họ. Và khi chi phí như thế thì đâu phải bạn chi phí không đâu, bạn còn phải mua quà về cho người thân của mình. Ví dụ như tiết kiệm lắm đó, thì mình cũng phải chi khoảng 100 đô cho việc mua quà. Thì Nga nói là rồi tiền tiếp này cho tiếp viên, cho cái người mà gọi là hướng dẫn viên du lịch của mình đó, thì tầm khoảng đi hết cái tour đó thì nó cũng tầm khoảng 36-37 triệu của mình. Rồi thí dụ như các anh chị đi Hàn thì cũng khoảng tầm khoảng là 10 xong hết cái chuyến đi của anh chị cũng phải 20 triệu. Thì cũng đi Đức nha, ví dụ nghe cho là đi Đức cũng khoảng tầm cũng mất cho mình cũng khoảng tầm khoảng gần 70 triệu đi. Rồi xong rồi những cái chuyến mà mình đi các nước Đông Nam Á nữa, rồi cũng mình đi tự túc nhưng mà mình cũng tầm cái giá tiền đó. Và cũng và đặc biệt là những cái chuyến mà ví dụ như cái chuyến mà đi Mỹ, ví dụ như những cái đợt mà Nga đi, thật sự ra Nga nói là khi mà mình đi mình học trên sách vở là một đằng,
Nhưng khi mà mình đi, mình sẽ học được rất nhiều điều. Và trong cái chuyến, các anh chị cứ nghĩ đi, nếu mà các anh chị mà bỏ một cái chuyến, ví dụ như ở Vietravel, họ đi một cái chuyến mà cho các anh chị đi mà gọi là đi du lịch đến Mỹ tham quan, thì các anh chị bỏ cũng tầm khoảng, nghe nói cũng khoảng 60 triệu, rồi cộng tiền tiếp trong vòng mà 7 ngày, 8 ngày đó, thì của các anh chị cũng lên gần khoảng tầm cỡ 65, Nga tính là khoảng tầm 65. Rồi các anh chị qua mua sắm rồi quà cáp, rồi chưa kể là mình ở lại thăm thân nhân, và mình ở, có nghĩa là các anh chị đi cái tour đó chỉ khoảng tầm 10 ngày, nhưng các anh chị sẽ ở lại thêm khoảng 20 ngày nữa, thì khoảng đó cũng có chi phí nữa. Do đó là cộng hết tất tần tật thì của số tiền của chính bản thân mình cũng chi ra. Nga thật sự ra Nga thấy là Nga chi ra cũng khá. Thì Nga nói là nói đùa với bạn nghe, nói là nội mà tiền mà bỏ ra đi du lịch của mình cũng chi ra cỡ tầm một chiếc xe của mình. Thì thật sự ra đối với bản thân Nga rất là thích xe hơi, nhưng mà cái chi phí đó nó cũng bay đứt hết một chiếc xe hơi của Nga. Và Nga, nhưng mà ở một điều là Nga thấy một điều là Nga rất là thích là bạn Khoa, là bạn Khoa nói là đi học được nhiều điều. Cái đó Nga đồng ý. Tại vì chính bản thân Nga trả lời là Nga đi, dạ, Nga đi, Nga cũng học được nhiều điều, rất nhiều thứ ở bên các nước. Ví dụ như ở Nhật, hồi nãy Nga có nói các chị và các bạn là mình biết được phong tục tập quán của người Nhật nè. Tại vì trên TV, trên phim ảnh thì mình chỉ thấy như thế thôi. Rồi mình học được cái chỗ mà ở hải quan. Tại vì đợt đó Nga bị hải quan dình và Nga biết cách mà xử lý ở tại hải quan. Rồi việc hai là khi đi Hàn Quốc thì giữa Nhật với Hàn Quốc cũng na ná nhau, thì Nga cũng học được cái nhiều điều ở tại xứ Hàn. Ví dụ như Hàn Quốc với Việt Nam mình trong những ngày tháng vừa qua, thì cái việc mà phim ảnh rồi người Hàn đi qua Việt Nam mình làm rất là đông, rồi chưa kể là người Việt mình đi xuất khẩu lao động nữa. Nhưng khi mình qua đến Hàn thì mình học được và mình biết được nhiều thứ tại nước Hàn. Mình chỉ gọi là nhiều thứ có nghĩa nhiều hơn so với mình ở tại nước Việt Nam thôi. Nhưng còn muốn nhiều hơn nữa thì Nga nghĩ là mình sẽ có những cái chuyến đi nhiều hơn tại nơi đó. Nếu như mình có bạn bè thì mình nghĩ là họ sẽ là những người dẫn cho mình đi. Rồi, Nga kế tiếp nữa là các nước Đông Nam Á, ví dụ Nga biết được văn hóa của người Thái như thế nào. Rồi Nga biết đi Singapore thì Nga cũng hiểu được chút đỉnh về phong tục của người Sing. Rồi đi Mã Lai Nga cũng hiểu được những cái gì của người Mã Lai và những cái về giáo dục của bên Mã Lai. Rồi đặc biệt nữa là khi mà Nga đi đến Mỹ thì thật sự Nga nói với anh chị và các bạn là trong quá trình học ở đại học đó, thì cái việc học của Nga, Nga thấy Nga rất là thích về văn hóa, về lịch sử của nước Mỹ. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, và Nga nghe được các thầy cô của Nga giảng dạy cho Nga hồi mà ở trên giảng đường đại học á, thì đa số các thầy cô đó là những du học sinh tại Mỹ và người ta đã sinh sống tại Mỹ và người ta cũng giới thiệu. Thì đó mình chỉ hình dung thôi, nhưng khi mình đặt chân qua đây mình học được nhiều điều tại nơi đây, và những cái gì mà trên lý thuyết, trên giấy tờ, trên gọi là sách vở thì nó được chuyển tải thành thực tế, thì mình thấy đó là một cái điều đáng. Và nhiều người cũng hỏi ta tại sao không có nước nào đi, cứ đi hoài một nước. Tại vì mình đi mình chưa thấy đầy đủ những cái gì mình cần. Khi Nga thấy đầy đủ rồi thì Nga sẽ không đi và Nga sẽ chuyển hướng qua đi những nơi khác. Và những cái kỳ trước của Nga đi thì thời điểm đấy thì Nga thật sự Nga không hình dung là mình có phải ghi lại những video clip, và những cái công nghệ vào thời lúc Nga đi thì nó không có cao như bây giờ. Và Nga thấy một điều là thật sự là Nga rất đồng ý, đồng tình với bạn Khoa. Ở đây không nói là làm, đối với bạn đó làm không biết là thu được nhiều, nhưng mà cái điều thu lại lợi một cái điều là học được nhiều cái từ những cái chuyến đi đó. Và chính bản thân mình cũng đồng ý. Và không hiểu các bạn thì sao, thì Nga cũng chúc cho các anh chị và các bạn có thể thực hiện được những chuyến đi của mình cùng với người thân và gia đình của mình. Và qua đó các anh chị và các bạn cũng có thể trải nghiệm qua những phong tục tập quán ở nước sở tại. Xin chào tất cả mọi người nhé.